cứ 10 em học sinh thì có tới 11 em học sinh đi xe Galaxy CT9D này. Đây là xe đạp khung nhôm được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, với cấu hình chất lượng và với một mức giá không thể nào mà hợp lý hơn được. Wow! Xe đạp Galaxy CT9T sử dụng khung hợp kim nhôm nhẹ hơn khung thép. Khung nhôm được sơn tinh điện 3 lớp nên có độ bền cao hơn, ít bị sét hơn và sử dụng được lâu dài hơn. Xe đạp địa hình GLX CT9T có kiểu dáng thể thao với tay lái ngang để dễ điều khiển, phanh đĩa cơ trước, sau, đảm bảo an toàn, khung nhún êm ái giúp giảm sóc và tránh đau mỏi khi đạp xe lâu. GLX CT9T được trang bị bộ chuyển động 3 đĩa, 7 lít, 21 tốc độ với tay đề gạt lít chính hãng Shimano. Các bạn học sinh có thể dễ dàng lựa chọn tốc độ phù hợp bằng cách lựa chọn trên tay đề như thế này. Các bạn có biết tại sao mà cứ 10 em học sinh thì có tới 11 em học sinh lựa chọn chiếc xe Galaxy CT9T này không? Bởi vì xe có sẵn gác ba ga thì các em hoàn toàn có thể chở nhau được. Ngoài ra nhé, thì xe này còn có lớp chắn bùn trước và chắn bùn sau giúp đảm bảo vệ sinh khi trời mưa hoặc là khi đường nhiều bùn đất. Đó. Với cấu hình chất lượng mà giá chỉ có khoảng gần 4 triệu thì có phải là quá hấp dẫn không ạ? Yeah. Và các phụ huynh, nếu phụ huynh nào muốn mua xe đạp cho con thì hãy thử ngay chiếc Galaxy CT9T này nhé.